Minasan, konnichiwa. Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình học tiếng Nhật cùng Việt ngữ Hoa Sen. Mình là Quân. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp một cấu trúc nào trong chương trình sơ cấp N5. Các bạn cùng theo dõi với mình nha. Như các bạn thấy ở đây thì hai người đang trao đổi danh thiếp với nhau đúng không nào? Và vì không nhìn rõ số cuối số điện thoại là số 3 hay là số 8, nên anh trai này đã hỏi chị gái là số 3 hay là số 8 vậy? Vậy trong tiếng Nhật chúng ta sẽ hỏi như thế nào đây các bạn? Kore wa san desu ka? Hachi desu ka? Kore wa san desu ka? Hachi desu ka? Cái này là số 3 hay là số 8? Ngày hôm nay chúng ta sẽ được học về mẫu câu hỏi lựa chọn A hay là B. A desu ka? B desu ka? Chúng ta cùng đi vào phần cấu trúc nha. Danh từ là A desu ka? B desu ka? Trả lời sẽ là A hoặc là B desu. Nghĩa là danh từ thì là A hay là B? Là A hoặc là B. Để hiểu rõ hơn thì chúng ta cùng đi vào ví dụ đầu tiên nha. Ở đây cô bé này đang dạy cho em mình đọc chữ đúng không nào? Và bé giơ bảng chữ O lên hỏi em của mình là chữ A hay là chữ O. Vậy bé sẽ hỏi như thế nào đây? Kore wa A desu ka? O desu ka? O desu. Kore wa A desu ka? O desu ka? O desu. Nghĩa là gì các bạn? Cái này là chữ A hay là chữ O? Là chữ O. Chữ gì? Chúng ta cùng đến ví dụ tiếp theo nào. Các bạn hãy thử điền vào những chỗ trống này nha. I desu ka? Chúng ta cùng đọc nhé. Sore wa noto desu ka? Techo desu ka? Techo desu. Sore wa noto desu ka? Techo desu ka? Techo desu. Cái đó là cuốn vở hay là cuốn sổ tay? Là cuốn sổ tay. Còn ví dụ này thì sao các bạn? Các bạn có thể đoán được là bé đang hỏi mẹ của mình về nghề của ba đúng không nào? Vậy thì bé sẽ hỏi gì đây? Mama, papa wa sensei desu ka? Isa desu ka? Isa desu. Mama, papa wa sensei desu ka? Isa desu ka? Isa desu. Mẹ ơi, ba là giáo viên hay là bác sĩ? Là bác sĩ. Và trong một lần khác bé lại xem hình và nhìn thấy ba của mình lúc thì chụp hình với lá cờ Nhật, lúc thì chụp hình với lá cờ Pháp. Nên bé đã thắc mắc và hỏi mẹ mình là ba là người Nhật hay là người Pháp vậy mẹ? Vậy bé sẽ hỏi là Mama, baba wa nihonjin desu ka? Furansujin desu ka? Nihonjin desu. Mama, baba wa nihonjin desu ka? Furansujin desu ka? Nihonjin desu. Nghĩa là mình cùng dịch lại nha. Mẹ ơi, ba là người Nhật hay là người Pháp vậy? Là người Nhật. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học ngày hôm nay cùng với mình. Các bạn nhớ ôn và luyện tập nhiều hơn về mẫu ngữ pháp ngày hôm nay nha. Hey, minasan, sayonara. Mata kondo yoroshiku negaishimasu.